Đề bài cho nè. S, A, B, C, D là hình chóp tứ diện đều. Tứ diện đều là gì? Là tất cả các cạnh bên nè. Tất cả các cạnh bên bằng nhau. Tiếp theo, mặt đáy của mình là hình gì? Hình vuông. Đặc điểm của hình vuông là góc này vuông, góc này vuông, góc này vuông, góc này vuông. Và hai đường chéo này có đặc điểm là gì? Vuông. Hiểu. Và tất cả các cạnh này đều bằng bằng nhau. Và đề bài cho thêm cạnh bên là 2A. Hàng này mấy A? Hàng này mấy A? Vậy cái tam giác này là tam giác gì? Đều, đúng rồi đó. Nhớ cái nội dung. Và tiếp theo, nhớ dùm lại SI. SI sẽ vuông với cái mặt gì? Mặt đáy. Được chưa? Được bước đó chưa? Nhớ cái dữ liệu đề bài. Nói bắt đầu nó không bị khử. Bắt đầu nhìn vô SAC, SBD, vuông góc. Thấy SAC chưa? Liệt kê hết tất cả các đường ra nè. SA, AC, SC, còn một đường nữa. Đúng rồi, SI, chủ lực của mình nằm ở chỗ cái đường này nè. Tiếp, S, B, D, liệt kê ra hết luôn. S, B, B, D, S, D. Bắt đầu, muốn chứng minh hai mặt phẳng vuông với nhau thì kiếm một đường đi. Kiếm một đường trong đường này hoặc là kiếm một đường trong đường này. Kiếm, chọn. Khuyên kiếm những cái đường nào mà đã có cảm giác vuông rồi. Bạn thích đòi đường nào? B. BD. BD vuông với gì? Lý do. Hiểu. BD có vuông với lại SI không? Có lý do. Tứ diện. Hình chóp tứ diện. Đều. Hai đường này cắt nhau tại đâu? Tại Y. Hai đường này chứa trong đâu? Hiểu. Suy ra đường này vuông với mặt gì? Mà đường này chứa trong đâu? Suy ra hai mặt này như thế nào? Có kịp không?